Minh được Tử Vi hoan hỉ chào đón quý bác anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác anh chị có được sức khỏe bình an, vận trình như cá chép hóa rồng, vượng vận quý nhân, nhiều vận may ập đến bất ngờ, có cơ hội trúng số, đổi đời đại gia, tiền bạc ùn ùn đổ về như thác lũ. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước thời điểm vàng. Người tuổi Tân Hợi sinh 1971, ôm lộc trời ban, tiền vàng chất đống, đúng trong tháng 9 âm lịch 2024, cuộc sống giàu sang, phú quý. Người tuổi Tân Hợi sinh 1971 thuộc mệnh kim, thoa xuyến kim, xuyến bằng vàng. Tuổi Tân Hợi là những người rộng rãi, thân thiện, dũng cảm và tốt bụng. Họ có ý tưởng riêng, không thay đổi suy nghĩ và lợi ích bị ảnh hưởng bởi người khác, nhưng họ hơi lười biếng và không đủ tích cực. Họ thường làm mọi việc mà không suy nghĩ, luôn thích đơn giản quá sự nghiêm túc của mọi việc. Họ thường yếu đi trong giao tiếp với người khác. Hành kim của can tân tương sinh cho hành thủy của chi hợi, tức can tương sinh cho chi, là mệnh cát, sung sướng. Vậy nên những người tuổi Tân Hợi được trời phú cho trí tuệ hơn người, phúc lộc dồi dào. Trong suốt cuộc đời vốn dĩ đã may mắn, họ sẽ còn có được thành công vang dội nếu như biết nỗ lực trong sự nghiệp. Khi về già, họ sẽ được con cháu hiếu kính, sống trong nhàn hạ. Người tuổi Tân Hợi có ngũ hành nạp âm, bản mệnh là thoa xuyến kim, tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý. Những người này hay được hưởng tài lộc từ quý nhân, nên ít khi phải lao đao vì vấn đề tiền bạc. Mọi người sẽ ấn tượng với họ bởi thần thái cao sang, khí chất quý phái hiếm thấy. Nhờ có năng lực nghệ thuật vượt trội, họ có thể trở thành những nhà nghệ sĩ nổi tiếng. Đôi khi, người tuổi Tân Hợi khá tự mãn về bản thân nên dễ trở nên kiêu căng, ngạo mạn. Họ chỉ thích nghe những lời tán thưởng, khen ngợi mà bỏ ngoài tai những lời phê bình của người khác. Nếu họ không học được tính khiêm nhường, thì họ có thể sẽ bị những kẻ hay nịnh hót hãm hại. Vận may nghề nghiệp của những người tuổi Tân Hợi tương đối tốt. Nếu là nhân viên văn phòng, họ có thể có nhiều cơ hội để đi du lịch và học tập ở nước ngoài. Điều này cho phép họ được thăng tiến nhanh chóng tại nơi làm việc khi còn trẻ. Đối với các doanh nhân, họ có tầm nhìn độc đáo trong đầu tư và thường có thể gặt hái được nhiều lợi ích hơn. Do đó, doanh nghiệp họ có thể trở nên lớn hơn và mạnh hơn. Sau tuổi 40, doanh nghiệp của họ có thể đạt đến đỉnh cao. Vận may của người tuổi Tân Hợi cũng tương đối tốt. Đối với nhân viên văn phòng, vì làm việc chăm chỉ, họ có thể tích lũy một số tiền lớn. Vì vậy, họ có thể mua nhà và xe hơi trong thời kỳ đầu. Sau tuổi trung niên, với sự gia tăng tiền lương, sự giàu có của họ có thể tích lũy ngày càng nhanh hơn. Đối với các doanh nhân, doanh nghiệp của họ phát triển một cách ổn định, tầm nhìn độc đáo của họ làm cho họ phát triển, đầu tư tốt hơn, có thể cho phép họ tích lũy một lượng lớn của cải, hầu hết trong số họ có thể sống một cuộc sống giàu có. Theo tử vi phương Đông, ngoài năm sinh và ngày sinh, thì tháng sinh là yếu tố khá quan trọng để quyết định vận mệnh một người. Chẳng thế mà có người sinh nhằm ngày tháng tốt thì vinh hoa hiển đạt, người sinh nhằm ngày tháng xấu thi số kiếp lận đận long đong. Người tuổi Tân Hợi sinh tháng nào thì tốt, sinh tháng nào thì vận trình hanh thông, công danh rộng mở, thì xin mời quý khán giả theo dõi luận giải sau đây. Người tuổi Tân Hợi sinh tháng giêng, rơi vào tiết trời tân xuân. Người tuổi này rất thông minh, hiền đức, có địa vị và được tôn trọng, kính nể. Họ cũng là người danh lợi hanh thông, phúc lộc tự tới và có thể làm nên đại nghiệp sau này. Người này có cá tính khá mạnh, song về bản chất là người sống biết trước sau, kính già yêu trẻ và thích giúp đỡ người khác. Dù có khó khăn thì họ cũng không bao giờ thoái thác, vì bản tính sống phóng khoáng, thoải mái, hòa đồng với mọi người, nên con giáp này thường có rất nhiều bạn bè. Các mối quan hệ xã giao càng ngày được mở rộng,
họ còn có khả năng lãnh đạo nên dễ đạt được nhiều thăng tiến trên con đường quan lộ. Người tuổi Tân Hợi sinh tháng 2 âm lịch, trùng với tiết Kinh Trập. Vận mệnh của người này dễ làm nên thành công gian dội cùng địa linh nhân kiệt, bản mệnh hấp thu tinh khí đất trời nên thông tuệ hơn người, có tài thiên phú, sống đức độ, đồng thời sức khỏe dồi dào và gặp nhiều chuyện may mắn. Bản mệnh là người có số phú quý, họ giàu sang nhưng tao nhã mà không hề thô tục. Đây là những người vui vẻ, lạc quan trong cuộc sống, yêu đời và cũng yêu người. Xét về tài lộc của người tuổi này chẳng lúc nào thiếu tiền tiêu, họ không quá coi trọng tiền bạc nên rất thoải mái trong chuyện chi tiêu, bên cạnh đó cũng hay giúp đỡ mọi người xung quanh khi họ túng thiếu. Người tuổi Tân Hợi sinh tháng 3 âm lịch là tiết Thanh Minh. Người tuổi này sức khỏe cực kỳ tốt, có thể nói là tốt nhất trong 12 tháng sinh, tính tình thẳng thắn, cương trực, song có khi vì thế mà đắc tội với người khác, tự tạo kẻ thù cho mình. Ý chí cao, chẳng muốn nhờ cậy ai, sống thanh cao, được nhiều người ngưỡng vọng. Người này không được nhờ lộc tổ tiên, cha mẹ, anh em, mọi thứ có được trong tay là do chính mình làm nên. Họ có thiên hướng về nghệ thuật nên phát triển theo hướng này. Tuy nhiên, tuổi này luôn tạo áp lực cho mình, hay vất vả chạy dạy ngược xuôi. Nhờ vào tài trí cùng nhân phẩm, ý chí phấn đấu và tinh thần nhiệt tình của mình, họ có thể tạo môi trường sống khá tốt, hậu vận những người này tốt được an nhàn, hưởng phú quý. Người tuổi Tân Hợi sinh tháng 4 âm lịch, trùng với tiết Lập Hạ. Người tuổi này thiên tính thông tuệ, mẫn cảm, với nữ mệnh có số phú quý giàu sang, còn nam mệnh phát về điền trạch. Người này dễ có được quyền chức nhờ vào ý chí mà có thể giành được những điều mình muốn. Tuy nhiên, may mắn của họ chẳng được nhiều, vẫn gặp không ít khó khăn trong cuộc sống. Xét về tử vi khoa học, người tuổi này tài hoa phát tiết, có khả năng tư duy mẫn tiệp và luôn lo lắng chu đáo, tỉ mỉ mọi chuyện. Họ biết cách giữ bình tĩnh trước mọi vấn đề, tâm thế đoan trang, không phiền không loạn. Khi có khó khăn, họ sẽ có quý nhân giúp sức, bạn bè ở bên cũng sẽ hỗ trợ phần nào. Cha mẹ người tuổi này là người thẳng thắn, chính trực, yêu thương con cháu, nên từ tấm bé con giáp này đã được cha mẹ bao bọc rất nhiều. Người tuổi Tân Hợi sinh tháng 5 âm lịch, trùng với tiết Mang Chủng. Tuổi này có tính tình hiền lành và nhiều tài lẻ. Tuy không có quyền thế trong tay, nhưng họ có thiên hướng phát triển về văn học nghệ thuật và có thể thành công. Người này tham vọng lớn nhưng đôi khi lại chần chừ, có gan nghĩ nhưng lại không có gan làm, suy nghĩ bảo thủ. Về hậu vận sẽ dần chuyển biến tốt hơn. Xét về trung vận của tuổi này thì không được tốt bằng hậu vận. Cuộc đời họ có vận mệnh chia làm nhiều tầng. Tiền vận có thể phải xa cách với gia đình và khá vất vả. Trung vận họ phải dựa vào sức mình vượt khó khăn để có được điều mong muốn. Cuộc sống cũng bận rộn không lúc nào ngơi tay. Hậu vận con giáp này có chuyển biến lớn, có thể an nhàn hưởng phúc, con cháu hiếu thuận. Người tuổi Tân Hợi sinh tháng 6 âm lịch, trùng với tiết Tiểu Thử. Người tuổi này học sâu hiểu rộng, là nhân tài hiếm có. Tuy nhiên, họ là người coi trọng tình cảm, có phần thiếu ý chí và nghị lực nên không được quyết đoán và khó thành đại sự. Người tuổi này không có chí tiến thủ, hòa phúc vô thường, dễ an phận. Vận mệnh của họ cũng thăng trầm khó định. Người này bản tính khá ôn hòa, không quá cứng nhắc. Họ còn có nhiều bạn, người thì ham chơi, có người lại cô lập. Tính cách con giáp này cũng ít nhiều bị ảnh hưởng bởi bạn bè. Xét về sự nghiệp thì người này nếu thay đổi suy nghĩ, có nỗ lực, có cố gắng thì tất sẽ thành công. Ngược lại, nếu sống thờ ơ, không có chí tiến thủ thì dễ bỏ qua cơ hội và khó gây dựng được sự nghiệp. Tổng kết lại thì cuộc sống của họ khá vất vả, tới 5 tháng tuổi già mới được an nhàn. Người tuổi Tân Hợi sinh tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, trùng với tiết Lập Thu. Người này có cuộc sống sung túc, chẳng phải lo lắng cơm ăn, áo mặc. Tuy nhiên, người này lại sống khá thờ ơ, không quan tâm đến chuyện của người xung quanh, mà cũng chẳng mấy nhiệt tình cố gắng với việc của chính mình. Họ khá bảo thủ, chỉ biết đến mình, nhưng số mệnh lại tốt nên vạn sự như ý, vận trình thuận lợi. Hanh thông là người có quyền thế, may mắn nên chắc chắn sẽ có thành công. Cuộc đời tuổi này khá bình yên, được quý nhân chỉ lối dẫn đường, người thân hết lòng giúp đỡ nên muốn gì được nấy, phúc lộc tự về. Song bản mệnh cần phải ghi nhớ, trước khi làm chuyện đại sự thì phải bàn bạc, thương lượng với người thân, tránh phạm sai lầm, từ đó làm thay đổi vận mệnh của mình. Người tuổi Tân Hợi sinh tháng 8 âm lịch là tiết Bạch Lộ. Người tuổi này trời sinh quyền uy, có tài lãnh đạo, sự nghiệp thành công và cũng được nhiều người ngưỡng mộ.
cuộc sống sau này của người này an lạc, giàu sang, nhưng phải vượt qua nhiều khổ nạn trước mắt mới có được. Đây là người có chủ kiến, tuy sống thanh đạm nhưng họ biết cách hưởng thụ cuộc sống. Dù không có ai giúp đỡ thì người này vẫn sống thoải mái theo ý mình. Từ nhỏ họ đã hưởng thụ cuộc sống khác với người thường. Người này thường không được cha mẹ thương yêu, anh chị em quan tâm, nên học cách tự lập từ sớm. Số mệnh của họ không quá tốt đẹp, mọi thứ có được đều do chính tay mình làm ra. Người tuổi Tân Hợi sinh tháng 9 âm lịch, trùng với tiết Bạch Lộ. Người tuổi này có tiền bạc dồi dào, trời cho phúc lộc và được nhiều người thầm ngưỡng mộ. Cuộc sống của họ tự do, thoải mái tiêu dao với đời, nhờ nhẫn nại, kiên trì mà sau này có được vinh hoa phú quý. Người tuổi này sinh ra đã có số hưởng phúc, cuộc đời thông dong, luôn gặp may mắn. Họ có nhiều bạn bè và nhân duyên cực tốt, vì thế chỉ cần gặp khó khăn thì người này đều được bạn bè giúp đỡ. Người tuổi Tân Hợi sinh tháng 10 âm lịch, rơi vào tiết Lập Đông. Người này có tính cách khoan dung, đôn hậu, được nhiều người yêu quý và kính trọng. Trời sinh số mệnh người này được hưởng nhiều hạnh phúc, có phú quý kề bên, hậu vận cực thịnh. Tuy vậy, nhưng đây cũng là mẫu người tự lực cánh sinh, họ thường phải nỗ lực rất nhiều thì mới nhận được sự hỗ trợ, chị em trong gia đình thương mến, giúp đỡ hậu thuẫn nhau trong cuộc sống hàng ngày, dù trong công việc thì cũng nhất quyết phải làm theo ý mình, dù là tranh đoạt cũng chẳng nề hà. Người tuổi Tân Hợi sinh tháng 11 âm lịch là tiết Đại Tuyết. Người này có tính tình bốc đồng, cố chấp, dễ nóng giận, tuy nhiên, vẻ ngoài của họ lại rất thoải mái, có lòng tự trọng cao, danh lợi song toàn. Cả đời cũng chẳng cần phải lo lắng gì nhiều, bản mệnh có thể thoải mái theo đuổi những điều mình thích, mưu sự dễ thành, thường làm gì cũng có được thành quả. Người tuổi này có cuộc đời hạnh phúc, vô lo vô nghĩ chẳng chút ưu sầu, vận mệnh của họ khá tốt, ngũ quan đoan chính, dung mạo thanh tú. Tài lộc từ nhỏ của bản mệnh đã chẳng hề túng thiếu, gia cảnh sung túc, giàu sang, lớn lên trong môi trường tốt, học hành giỏi giang, có quý nhân nâng đỡ và đạt được nhiều thành tựu. Người tuổi Tân Hợi sinh tháng Chạp, tức tháng 12 âm lịch, theo dân gian còn gọi là tháng Cũ Mật, trùng với tiết Tiểu Hàn. Số mệnh người tuổi này trời sinh phúc lộc đầy mình, tuy nhiên không có quyền thế trong tay, trong đời họ lận đận, khó khăn, hung nhiều cát ít, dễ bị tổn thọ. Cuộc đời những người này trải qua nhiều điều kỳ lạ, có những trải nghiệm chẳng giống người thường, khiến cho họ từng trải, có khả năng chịu đựng cực kỳ tốt. Bởi số mệnh long đong, lận đận, nếu không có nghị lực thì bản mệnh khó có thể vượt qua, nhưng nếu kiên trì tiến bước thì họ sẽ được hưởng giàu sang phú quý hơn người. Bản mệnh nên chuẩn bị sẵn tinh thần trước những thử thách có thể gặp phải, bạn đừng vội tuyệt vọng mà hãy nghĩ mọi chuyện theo hướng lạc quan, tích cực hơn, giảm nhẹ những suy nghĩ tiêu cực, thì sau cùng thành công rồi cũng sẽ đến từ những nỗ lực không ngừng nghỉ đó. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi tuổi Tân Hợi sinh 1971 trong tháng 9 âm lịch 2024. Tháng 9 âm lịch này, vận khí của người tuổi Tân Hợi không tệ, bản mệnh được nâng đỡ rất nhiều, bớt phần vất vả. Chỉ việc đón các vận mà thôi, vượt qua những khó khăn, bạn có nhiều cơ hội hơn để thể hiện năng lực của mình. Công việc tiến hành suôn sẻ, được cấp trên tin tưởng và cũng trao cho nhiều trọng trách, song kèm theo đó sẽ là áp lực không nhỏ. Nên con giáp này vẫn cần phải có sự chuẩn bị tâm lý vững vàng, ai nỗ lực kiên trì tới cùng sẽ hái được quả ngọt và ngược lại. Tài chính trong tháng 9 âm lịch này của tuổi Tân Hợi cũng đón vận may lớn, nhiều dấu hiệu tăng tiến, việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn. Việc ký kết hợp đồng, hợp tác làm ăn, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều suôn sẻ, người kinh doanh có duyên lại gặp thời nên lợi nhuận tăng mạnh. Về chuyện tình cảm của người tuổi Tân Hợi trong tháng 9 âm lịch này sẽ có những mối quan hệ ngọt ngào và ổn định, dù là người đã có gia đình hay người độc thân. Bạn đều có thể cảm nhận được sự ấm áp của tình cảm, mối quan hệ giữa vợ chồng sẽ hài hòa và ổn định, người độc thân có thể có nhiều cơ hội gặp được một nửa phù hợp. Tình hình sức khỏe của con giáp này trong tháng 9 âm lịch duy trì ở mức ổn định, dù đôi khi công việc bận rộn, áp lực cuộc sống đè lên vai nhưng bạn luôn biết cách giải tỏa căng thẳng cho bản thân, không để sức khỏe bị ảnh hưởng, một vài triệu chứng khó chịu cũng sớm bị đẩy lùi khi bạn biết quý trọng sức khỏe của mình hơn. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình, ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Tân Hợi sinh 1971 trong tháng 9 âm lịch 2024.
Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Tân Hợi sinh 1971, trong tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tháng 9 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, tháng này được cả nguyệt lệnh trường sinh và sao thiên ấn chiếu mệnh, nên sự nghiệp của tuổi Tân Hợi có nhiều điểm sáng. Vận khí được nâng đỡ, bạn có được nguồn sinh khí dồi dào, tinh thần làm việc hăng say, phấn khởi, nhờ đó bản mệnh giải quyết công việc đâu ra đấy. Những vấn đề còn tồn đọng đều được xử lý gọn ghẽ, thu về kết quả tốt đẹp, thậm chí nằm ngoài sự mong đợi. Bạn có nhiều cơ hội hơn để thể hiện năng lực của mình bằng chính sự lanh lợi và nhạy cảm. Thời gian này, bản mệnh có thể tích lũy kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn, tự khẳng định giá trị bản thân, giữ vị trí vững chắc trong tập thể. Ngoài ra, bản mệnh còn có thể được cấp trên tin tưởng và cũng trao cho nhiều trọng trách, song kèm theo đó sẽ là áp lực không nhỏ. Nên bạn vẫn cần phải có sự chuẩn bị tâm lý vững vàng. Những ai nỗ lực kiên trì tới cùng sẽ hái được quả ngọt và ngược lại. Bên cạnh đó, tháng 9 âm lịch này cũng dự báo về những hung hiểm luôn rình rập, có thể khiến bạn gặp thế lực ngầm cản trở, ngăn cản bước tiến. Có thể may mắn mà bản mệnh đang có khiến đối thủ cạnh tranh hoặc kẻ tiểu nhân ganh ghét, cho rằng bạn chỉ đang ăn may mà thôi. Nhưng những thuận lợi đang có là do may mắn hay do chính nỗ lực của bạn trong thời gian trước, thì quá trình và kết quả công việc đã chứng minh rõ. Do vậy trong tháng này, tuổi Tân Hợi đừng quá chủ quan hay lơ là mà gây ra những sai lầm đáng tiếc, bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp của mình. Nếu ai đó mỉa mai vì cho rằng bạn gặp may thì hãy cứ kệ họ nhé. Chỉ bạn mới biết mình đang ở đâu, vị trí nào và bạn đã từng trải qua những trở ngại gì để có được ngày hôm nay. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Tân Hợi sinh 1971, trong tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tháng 9 âm lịch của 12 con giáp cho thấy rằng tháng này tài vận của tuổi Tân Hợi cũng có nhiều dấu hiệu tăng mạnh, có sự nghiệp hỗ trợ nên thu nhập chính được đảm bảo. Sự xuất hiện của thiên ấn cho thấy tháng 9 âm lịch này, những người làm văn phòng sẽ có chiều hướng khả quan hơn trong tài vận. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa người làm kinh doanh buôn bán không gặp may mắn. Thực tế là dù làm ở lĩnh vực nào, bạn cũng thấy việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn. Nguyệt lệnh trường sinh thôi thúc bản mệnh nên mạnh tay đầu tư và quyết đoán trong mọi việc, tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Nếu có duyên với các dự án bất động sản và cảm thấy hứng thú, bạn cũng có thể thử sức hơn nữa các dự án ký kết hợp đồng, hợp tác làm ăn, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều suôn sẻ. Người kinh doanh có duyên lại gặp thời nên lợi nhuận tăng mạnh. Dù vậy, tuổi Tân Hợi vẫn nên đảm bảo rằng bạn đã tính toán đến những rủi ro trong đầu tư và khả năng kiểm soát của bản thân đến đâu. Trong cuộc sống, con giáp này nên chi tiêu trong khả năng của mình, chủ động quản lý chi tiêu và chuẩn bị đầy đủ cho tương lai, sẽ giúp bạn không bao giờ rơi vào cảnh khủng hoảng tài chính. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Tân Hợi sinh 1971, trong tháng 9 âm lịch 2024. Căn cứ tử vi tháng 9 âm lịch của tuổi Tân Hợi cho thấy rằng tháng này nhờ có nguyệt lệnh lâm đất trường sinh, nên chuyện tình cảm của tuổi Tân Hợi được dự đoán thuận buồm xuôi gió. Dù là người đã có gia đình hay người độc thân, bạn đều có thể cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu. Mối quan hệ giữa vợ chồng sẽ hài hòa và ổn định. Cả hai bạn đều có sự đồng lòng trong các quyết định lớn lao mà trước đây có thể còn nhiều bất đồng. Người độc thân tháng này có thể có nhiều cơ hội gặp được một nửa phù hợp và bắt đầu một mối quan hệ hạnh phúc ngọt ngào. Đó có thể là người có chung sở thích và quan điểm sống với bạn. Hãy thử mở lòng và đón nhận mọi chuyện một cách tự nhiên xem sao nhé. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Tân Hợi sinh 1971, trong tháng 9 âm lịch 2024. Xem tử vi tháng 9 âm lịch của tuổi Tân Hợi cho biết, tháng này tình hình sức khỏe của tuổi Tân Hợi duy trì ở mức ổn định. Một vài triệu chứng khó chịu cũng sớm bị đẩy lùi khi bạn biết quý trọng sức khỏe mình hơn. Đôi khi, sự thay đổi thời tiết cũng khiến cho con giáp này khó tránh khỏi tình trạng mệt mỏi, uể oải, làm việc thiếu tập trung. Nếu bản mệnh biết cân bằng thời gian cho công việc và nghỉ ngơi, thì tình trạng này sẽ nhanh chóng được cải thiện. Dù đôi khi công việc bận rộn, áp lực cuộc sống đè lên vai, nhưng bạn luôn biết cách giải tỏa căng thẳng cho bản thân, không để sức khỏe bị ảnh hưởng. Bạn cũng nên tránh các hoạt động có nguy cơ cao hoặc các môn thể thao nguy hiểm để tránh những va chạm, tai nạn vốn có thể tránh ngay từ đầu. Quý khán giả thân mến,
Và tiếp theo sau đây sẽ là những ngày may mắn nhất trong tháng 9 âm lịch 2024 cho tuổi Tân Hợi sinh 1971. Ngày mùng 4 tháng 9 âm lịch. Ngày này tài lộc hanh thông, nhiều thu hoạch bất ngờ, bản mệnh cứ làm việc chăm chỉ ắt gặt hái được thành quả xứng đáng. Đây là một ngày thuận lợi cho việc đầu tư và quản lý tài chính. Ngày mùng 6 tháng 9 âm lịch. Đây sẽ là một ngày bận rộn với đủ các hạng mục công việc, nhưng bạn cũng sẽ có cảm giác thỏa mãn khi công sức bỏ ra đều xứng đáng. Sự chăm chỉ sẽ giúp bạn gặt hái được nhiều thành tựu lớn lao. Ngày mùng 8 tháng 9 âm lịch. Ngày này công việc hanh thông, bản mệnh có thể được sếp đánh giá cao hoặc khen ngợi trước tập thể. Điều này sẽ giúp củng cố vị trí của bạn. Nhưng nhớ là đừng tỏ thái độ quá kiêu căng hay hống hách, kẻo chuốc những rắc rối không đáng từ kẻ tiểu nhân gây ra. Ngày 11 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, bản mệnh sẽ có nhiều nhận thức về cùng một vấn đề mà trước đó bản thân luôn bế tắc. Bạn đã biết cách thay đổi góc độ để tiếp cận vấn đề, từ đó cũng nhìn ra khúc mắc nằm ở đâu và tập trung giải quyết. Ngày 13 tháng 9 âm lịch. Ngày này tài lộc hanh thông, đầu tư dễ có thu hoạch, tiền đổ về túi, cũng là lúc bạn nên bắt đầu tính tới các kế hoạch trong tương lai để tiền đẻ ra tiền và duy trì nguồn tài khí của mình. Ngày 16 tháng 9 âm lịch. Ngày này mọi việc diễn ra vô cùng suôn sẻ, kế hoạch thuận lợi nên cũng có động lực lớn lao để làm việc. Chỉ cần bạn mạnh dạn hơn, đừng quá lo lắng đến những chuyện còn chưa xảy đến, thì đây là một cơ hội không tồi để bứt phá. Ngày 18 tháng 9 âm lịch. Ngày này, bản mệnh nhận được sự che chở của thần tài, đón nhiều cơ hội kiếm tiền, gặt hái tài lộc. Ngày này bạn càng năng nổ và chủ động thì sẽ càng dễ thu được nhiều lợi nhuận. Nếu có lời mời hợp tác làm ăn cũng có thể tranh thủ tiến hành sớm. Ngày 26 tháng 9 âm lịch. Ngày này tài vận hưng dượng, thu nhập từ đầu tư khá tốt. Bạn có thể phân chia số tiền kiếm được của mình ra thành nhiều khoản với các mục đích sử dụng khác nhau. Điều này sẽ giúp bạn quản lý tài chính hợp lý và hạn chế chi tiêu bừa bãi. Ngày 29 tháng 9 âm lịch. Ngày này không chỉ công việc thuận buồm xuôi gió, mà tâm trạng cũng luôn trong trạng thái vui vẻ và sảng khoái. Điều này giúp bạn càng thêm hăng hái, tạo ra thêm những giá trị sáng tạo, nâng cao chất lượng công việc, cấp trên đánh giá cao sự nỗ lực và đóng góp của bạn. Quý khán giả thân mến, không để cho quý khán giả phải đợi chờ thêm, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tuần của tuổi Tân Hợi sinh 1971 trong tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tuần 1 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Tân Hợi sinh 1971. Tuần này có lục hợp quý nhân che chở, người tuổi Tân Hợi thêm tự tin theo đuổi những mục tiêu và lý tưởng bản thân đã đặt ra, công danh, sự nghiệp trên đà phát triển. Nếu biết lợi dụng cơ hội lần này để tiến thân thì bạn không cần phải lo lắng về chuyện tương lai, sẽ có được nhiều bước đột phá lớn. Các kế hoạch hợp tác làm ăn trong tuần của bạn cũng diễn ra thuận lợi. Bản mệnh đang có cơ may phát tài rất lớn, thu về một khoản lợi không nhỏ khi luôn có những tính toán khôn ngoan và biết phải đầu tư chính xác vào đâu. Về chuyện tình cảm trong tuần thủy sinh mộc, giúp con giáp này có một tuần khá hạnh phúc. Bạn may mắn có được cho mình một người bạn đời lý tưởng, một người biết trùng vai sát cánh, sẽ chia bên bạn bất cứ lúc nào. Tử vi tuần thứ 2 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Tân Hợi sinh 1971. Tuần này cục diện tương xung có thể là nguyên nhân gây nên sóng gió cho vận trình của người tuổi Tân Hợi. Công việc nhiều trục trặc, kết quả không như mong đợi. Điều này có thể khiến tâm tình bản mệnh bị đè nén, rất dễ xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn với người không cùng quan điểm. Lại thêm kiếp tài đe dọa trong tuần này, tài lộc chẳng những không có khoản thu về, mà còn có nguy cơ thất thoát rất lớn vì sự chủ quan của con giáp này. Bạn đang suy nghĩ quá đơn giản, dốc tiền đầu tư cho người không đáng tin cậy, bị lợi dụng lúc nào cũng chẳng hay. Chuyện tình cảm trong tuần này thủy hỏa bớt xung, nên chuyện tình cảm của tuổi Tân Hợi cũng có dấu hiệu ảm đạm. Hiểu lầm cũ chưa kịp tháo gỡ đã lại có thêm những vấn đề mới nảy sinh. Sau nhiều lần hàn gắn bất thành, đến chính bạn cũng chán nản với tình trạng hiện tại và chẳng còn thiết tha với việc làm lành với người ấy nữa. Tử vi tuần thứ 3 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Tân Hợi sinh 1971. Tuần này, thực thần mang tới cho người tuổi Tân Hợi những cơ hội để cải thiện thu nhập, công việc tiến triển ổn định,
giúp tài chính của bạn duy trì ở mức đủ ăn đủ mặc. Những việc kinh doanh tay trái cũng có thể tăng doanh thu nhanh chóng, tài lộc dư dả, nhưng bản mệnh đừng vì thế mà có tâm lý ỷ lại, lười lao động. Vì chỉ có khi chăm chỉ làm việc bạn mới có cơ hội phát triển bản thân, khám phá chính mình và tăng tài sản. Còn thực tế tiền có bao nhiêu cũng có ngày tiêu hết. Trong tuần ngũ hành thủy dưỡng cũng nhắc nhở con giáp này cần dành thời gian quan tâm tới sức khỏe của mình. Dù bận rộn đến đâu, bạn cũng nên tự có chế độ nghỉ ngơi và sinh hoạt khoa học, ăn uống đúng bữa, ngủ đủ giấc để duy trì sức đề kháng. Tử vi tuần cuối cùng trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Tân Hợi sinh 1971. Tuần này có tam hợp dẫn đường, giúp cho vận thế tài lộc của người tuổi Tân Hợi có nhiều điều khởi sắc. Bạn dựa vào tài năng của mình để giành lấy cơ hội, dựa vào thực lực của mình để thành công, nhờ đó mà có được nguồn thu đáng kể, giúp bạn có thể thoải mái chi tiêu hơn trong thời gian tới. Thiên ấn cũng mang tới cho con giáp này một ngày làm việc hiệu quả. Bạn được cấp trên công nhận và giao cho những trọng trách, cũng được đồng nghiệp yêu quý và hết lòng giúp đỡ. Tuy không tránh khỏi áp lực và mệt mỏi, nhưng những điều đó khiến bạn có thêm động lực để tiến bước tới giới thành công. Tuy nhiên, trong tuần ngũ hành xung khắc có thể khiến bạn và nửa kia xảy ra cãi cọ, ảnh hưởng tới hòa khí gia đình khi giao tiếp với bạn đời. Bản mệnh nên điều chỉnh thái độ sao cho mềm mỏng, hòa nhã hơn, đừng quá cứng nhắc và điều này sẽ khiến tình cảm rạn nứt. Tiếp theo là cẩm nang dượng dẫn cho tuổi Tân Hợi sinh 1971 trong tháng 9 âm lịch 2024. Khẩu quyết: sự nghiệp có nhiều điểm sáng, tài vận có nhiều dấu hiệu tăng mạnh, việc kiếm tiền trở nên dễ dàng. Quý nhân là tuổi Tuất và tuổi Mùi. Tiểu nhân là tuổi Sửu và tuổi Mão. Màu sắc may mắn là màu nâu và màu trắng. Con số may mắn: 15, 72 và 61. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn. Vậy tuổi Tân Hợi sinh 1971 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp? Xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Tân Hợi với tuổi Tý. Trong kinh doanh, tuổi Tân Hợi và tuổi Tý phải điều chỉnh thì mới có thể tiếp tục mối quan hệ. Tuổi Tý nhanh nhạy và thiên hướng kiếm tiền tốt, biết cách tận dụng người khác để làm giàu. Tuổi Tân Hợi yêu sự giàu có, nhưng trong mắt của tuổi Tý, tuổi Tân Hợi lười hơn so với những gì tuổi Tý mong đợi. Điều này khiến tuổi Tý thỉnh thoảng nặng lời. Mặt khác, tuổi Tân Hợi khá kiên định lập trường, khi đã đưa ra quyết định khó lòng thay đổi. Tính cách này có hai mặt. Đối với mối quan hệ của hai người phụ thuộc vào hành động mà tuổi Tân Hợi làm có trùng khớp với điều mà tuổi Tý muốn hay không. Tuổi Tân Hợi với tuổi Sửu. Nếu là đối tác làm ăn, họ sẽ kết hợp khá thành công. Tuổi Tân Hợi làm việc rất chăm chỉ vì lý tưởng của mình. Đây là điều mà tuổi Sửu đánh giá rất cao. Người tuổi Tân Hợi vốn khá cầu toàn nhưng cũng đánh giá rất cao khả năng của tuổi Sửu. Tuổi Tân Hợi thường có xu hướng nhìn vào điểm tốt của những người khác và thấy được rằng tuổi Sửu rất trung thực, đáng tin cậy và có năng lực. Bởi vậy, tuổi Tân Hợi rất hài lòng. Tuổi Sửu không bao giờ lợi dụng những gì tuổi Tân Hợi có, nhất là tính cách dễ bị mắc lừa của tuổi Tân Hợi. Mâu thuẫn chỉ xảy ra khi cả hai hành tinh này đều bướng bỉnh, không ai chịu nhường ai. Tuổi Tân Hợi thích làm theo cách của mình, còn tuổi Sửu rất khó thay đổi ý định khi đã có niềm tin. Tuổi Tân Hợi với tuổi Dần. Khi là đối tác kinh doanh, tuổi Tân Hợi và tuổi Dần sẽ tạo thành một tập thể vững vàng, với điều kiện cả hai cùng đi chung một con đường. Tuổi Tân Hợi khá chăm chỉ và sự nỗ lực của tuổi Tân Hợi sẽ tạo tiền đề thật tốt để tuổi Dần phát triển ý tưởng sáng tạo trong kinh doanh. Tuổi Tân Hợi với tuổi Mão. Nếu là đối tác làm ăn, tuổi Tân Hợi sẽ đóng vai trò là người ở tiền tuyến và tuổi Mão sẽ gửi trọn niềm tin tuyệt đối cho tuổi Tân Hợi. Tuổi Tân Hợi sẽ lắng nghe sáng kiến của tuổi Mão và hai con giáp này sẽ cùng nhau xây dựng một đế chế phát triển bền vững. Tuổi Tân Hợi với tuổi Thìn. Nếu hai con giáp này là các đối tác làm ăn, tuổi Thìn với năng lượng dồi dào và đầy ý tưởng sáng tạo sẽ đóng vai trò là người ở tiền tuyến, thúc đẩy quá trình kinh doanh liên tục đi lên. Tuổi Thìn vốn là con giáp ưa mạo hiểm và thường gặp may mắn, còn tuổi Tân Hợi thì rất vui vẻ thực hiện mục tiêu chung của hai người dưới sự lãnh đạo của tuổi Thìn.
Bởi tuổi Tân Hợi vốn thích thú chăm sóc những người hoặc công việc mà mình yêu thích, cả hai hành tinh đều rất trung thành và tin tưởng lẫn nhau. Tuổi Tân Hợi với tuổi Tỵ. Nếu tuổi Tân Hợi và tuổi Tỵ cùng hợp tác làm ăn với nhau, tuổi Tỵ thông minh, nhanh nhẹn, sẽ đóng vai trò làm tiền tuyến và là trung tâm của sự chú ý. Điều này rất hợp với ý của tuổi Tân Hợi, vì tuổi này vốn thích hợp với công việc của hậu phương. Nơi làm việc của tuổi Tân Hợi và tuổi Tỵ sẽ được trang trí theo kiểu cổ điển. Những bữa ăn cùng nhau của hai người tại các nhà hàng sẽ rất thường xuyên và trang trọng. Tuổi Tân Hợi với tuổi Ngọ. Trong kinh doanh, cả hai tuổi này đều rất chăm chỉ, nhưng họ phải tìm công việc hấp dẫn cho cả hai người thì mới duy trì được lâu. Tuổi Ngọ chỉ đạo công việc rất tốt nhờ vào khả năng quản lý và bao quát công việc, còn tuổi Tân Hợi sẽ đảm nhiệm các việc cần sự tỉ mỉ, cẩn thận. Nói chung, tuổi Tân Hợi sẽ rất tích cực là hậu phương vững chắc của tuổi Ngọ. Tuổi Tân Hợi đánh giá rất cao sự thông minh, nhanh nhẹn và quyết đoán trong công việc của tuổi Ngọ. Tuổi Tân Hợi với tuổi Mùi. Trong làm ăn kinh doanh, tuổi Tân Hợi và tuổi Mùi có thể hợp tác và xây dựng được một công ty có tiếng tăm và uy tín. Họ sẽ thành công nếu họ biết chọn lĩnh vực phù hợp với khả năng và đầu óc tinh tế của tuổi Mùi. Nhìn chung, tuổi Mùi khá may mắn nên luôn có được những thành công bất ngờ trong kinh doanh. Tuy nhiên, tuổi Mùi không được thực tế cho lắm, vì thế nên vấn đề tài chính thường do tuổi Tân Hợi làm chủ. Tuổi Tân Hợi là người chăm chỉ trong công việc và dễ dàng làm theo sự chỉ dẫn của người khác. Bởi vậy, tuổi Mùi sẽ là người đứng đằng sau và nắm quyền lực của công ty. Tuổi Tân Hợi với tuổi Thân. Trong làm ăn kinh doanh, nếu biết kết hợp sức mạnh của cả hai tuổi sẽ xây dựng được một sự nghiệp vững chắc và thịnh vượng. Tuổi Thân thích lãnh đạo và thường là người đại diện cho công ty đi giao thiệp với khách hàng, thuyết phục mọi người vì có kinh nghiệm và khá bạo dạn. Tuổi Tân Hợi là người làm việc chăm chỉ theo sự chỉ dẫn của người khác, nhưng sẽ cần biết cách để giúp tuổi Thân tránh khỏi những rủi ro không đáng có. Tuổi Tân Hợi với tuổi Dậu. Có thể nói, khi là đối tác kinh doanh, tuổi Tân Hợi và tuổi Dậu sẽ thành công hơn ở các mối quan hệ khác, bởi họ sẽ tận dụng rất tốt những điểm mạnh của mình. Tuổi Dậu sẽ đảm nhiệm các công việc tỉ mỉ hoặc liên quan đến tài chính. Tuổi Tân Hợi vốn chăm chỉ và định hướng tốt nên rất phù hợp với việc tiến hành các kế hoạch mà tuổi Dậu đã lập. Bên cạnh đó, tuổi Tân Hợi sẽ đảm nhiệm cả những nhiệm vụ liên quan đến khách hàng, bởi ở lĩnh vực này, tuổi Tân Hợi có khả năng làm tốt hơn Dậu. Tuổi Tân Hợi với tuổi Tuất. Nếu hai con giáp này là đối tác làm ăn, tuổi Tuất với năng lượng dồi dào và tài ngoại giao sẽ đóng vai trò là người tiền tuyến. Tuổi Tân Hợi chăm chỉ làm việc và làm việc có kế hoạch, sẽ trở thành cánh tay phải đắc lực của tuổi Tuất. Tuổi Tuất cũng rất chăm chỉ, đặc biệt với những công việc yêu thích. Tính thích ổn định của tuổi Tân Hợi và tính trung thực của tuổi Tuất sẽ giúp công ty chung của họ phát triển tốt. Bởi vậy, hai con giáp này sẽ kết hợp rất tốt trong chuyện làm ăn. Tuổi Tân Hợi với tuổi Hợi. Nếu hai người tuổi Hợi là các đối tác kinh doanh, thì họ nên chọn ngành nghề nào mà cả hai cùng có niềm tin. Nếu không, họ sẽ phải làm việc rất vất vả. Tuổi Tân Hợi không lười biếng, họ có khả năng nỗ lực rất nhiều với điều kiện họ phải tin vào việc đang làm. Văn phòng nơi hai người cùng con giáp này làm việc sẽ khá tiện nghi, thậm chí được lắp cả buồng tắm hơi. Khách đến công ty sẽ được phục vụ rất tận tình và chu đáo. Quý khán giả thân mến, ai trong chúng ta cũng mong muốn có một cuộc sống an nhiên, hạnh phúc khi về già. Tuy nhiên, để đạt được điều đó, không phải chỉ cần đợi đến khi tuổi già đến mới bắt đầu chuẩn bị. Việc xây dựng một cuộc sống an yên về già thực tế là một hành trình dài mà chúng ta cần phải đầu tư và lên kế hoạch từ sớm. Muốn về già an nhiên, trước 60 tuổi nhất định phải làm 5 điều này. Một là duy trì sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Sức khỏe là yếu tố quan trọng nhất giúp bạn có một cuộc sống an yên khi về già trước 60 tuổi. Việc chăm sóc và duy trì sức khỏe không chỉ dừng lại ở việc phòng bệnh, mà còn là tăng cường sức đề kháng và cải thiện chất lượng cuộc sống hàng ngày. Bạn nên duy trì thói quen tập thể dục đều đặn, chọn những bộ môn như đi bộ, yoga hoặc bơi lội, phù hợp với lứa tuổi và tình trạng cơ thể. Bên cạnh đó, cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng hợp lý, giảm lượng muối, đường và chất béo trong khẩu phần ăn để phòng ngừa các bệnh lý về tim mạch, huyết áp và tiểu đường. Không chỉ quan tâm đến sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Hãy thường xuyên dành thời gian cho các hoạt động giúp giảm căng thẳng như thiền, đọc sách hoặc giao lưu với bạn bè để giữ cho tâm trí luôn thoải mái và lạc quan.
hai là quản lý tài chính thông minh. Một yếu tố không thể thiếu để có cuộc sống an yên khi về già chính là tài chính. Trước 60 tuổi, bạn cần lên kế hoạch chi tiêu hợp lý, tiết kiệm và đầu tư thông minh, không nên phụ thuộc hoàn toàn vào lương hưu, vì đôi khi khoản lương này không đủ để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt. Tuổi già hãy tích lũy một khoản tiền dự phòng cho các trường hợp khẩn cấp, đặc biệt là chi phí y tế, bởi vì tuổi già thường đi kèm với những vấn đề sức khỏe không lường trước. Việc đầu tư vào các kênh an toàn và ổn định như bất động sản hoặc các quỹ tiết kiệm sẽ giúp bạn có nguồn thu nhập thụ động khi về hưu. Bên cạnh đó, việc học cách quản lý tài chính cá nhân từ sớm cũng giúp bạn tránh được các rủi ro không mong muốn, đảm bảo an toàn tài chính cho tương lai. Ba là tạo dựng mối quan hệ bền vững. Mối quan hệ xã hội và gia đình cũng đóng vai trò quan trọng đối với cuộc sống an nhiên về già. Hãy dành thời gian để vun đắp và duy trì những mối quan hệ tốt đẹp với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Trước 60 tuổi, việc duy trì và phát triển các mối quan hệ lành mạnh không chỉ giúp bạn có thêm niềm vui trong cuộc sống, mà còn là nguồn động viên tinh thần vô giá. Những mối quan hệ gia đình thân thiết sẽ là chỗ dựa vững chắc khi bạn gặp khó khăn, trong khi những người bạn lâu năm sẽ giúp bạn vượt qua những nỗi cô đơn. Hãy tham gia các hoạt động xã hội, các câu lạc bộ hay thậm chí là hoạt động tình nguyện để xây dựng và duy trì mối quan hệ tích cực với những người xung quanh. 4 là rèn luyện tinh thần lạc quan và tích cực. Sống lạc quan và tích cực là chìa khóa giúp bạn cảm nhận cuộc sống một cách nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Trước 60 tuổi hãy học cách chấp nhận những thay đổi và thách thức trong cuộc sống. Từ công việc, sức khỏe đến các mối quan hệ, đừng để những lo toan, căng thẳng kéo dài làm ảnh hưởng đến tâm lý. Hãy tự tạo cho mình những niềm vui nhỏ từ những điều giản dị hàng ngày và luôn biết ơn những gì mình đang có. Sống tích cực còn là cách giúp bạn duy trì sức khỏe tinh thần bền vững, hạn chế nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến trầm cảm, lo âu khi tuổi già đến. Hãy học cách tha thứ, buông bỏ những điều tiêu cực để tâm hồn luôn nhẹ nhàng và thanh thản. 5 là tìm niềm vui trong công việc hoặc sở thích. Cuộc sống sẽ trở nên tẻ nhạt nếu chúng ta không có điều gì để mong đợi mỗi ngày. Trước 60 tuổi, bạn nên tìm cho mình một công việc hoặc sở thích giúp duy trì niềm vui trong cuộc sống. Đó có thể là một công việc bán thời gian phù hợp với sức khỏe hoặc tham gia vào các hoạt động nghệ thuật sáng tạo như vẽ tranh, làm giường, chơi nhạc cụ. Những sở thích và công việc này không chỉ giúp bạn cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa, mà còn tạo ra những giá trị tinh thần tích cực, giúp tránh được sự cô đơn và nhàm chán khi về già. Trên đây là tử vi của tuổi Tân Hợi sinh 1971 trong tháng 9 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả có một tháng mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.